Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 1 tháng 3 năm 2022. Có một câu hỏi thế này của nhiều bác hỏi tôi á, và cũng cần phải làm trước bởi vì không khéo đợt tới một số người sẽ lấy này ra làm lý do mà họ không hề hiểu gì về lịch sử, không hiểu gì về chiến tranh hay là chính trị. Và không hiểu gì về Việt Nam nữa. Tôi phải làm như vậy ấy, là bởi vì là các bác có thể thấy vừa rồi nhiều người thậm chí là cuồng Putin một cách quá mức, cuồng Putin một cách kinh khủng khiếp, và họ thậm chí để bảo vệ cái luận điểm của họ, họ lấy luôn cái cuộc gọi rằng là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia ra để nói rằng là cuộc chiến tranh mà Ukraine với Nga cũng giống như là Campuchia với cả Việt Nam đều là về an ninh. Mà họ không biết rằng cái cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam là cái cuộc chiến tranh mà có thể nói chúng ta là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ. Bởi vì tại sao? Bởi vì suốt 4 năm trời, từ năm 1975 cho tới năm 1978, thì quân đội Campuchia đã tràn qua biên giới Việt Nam. Tôi nhấn mạnh, Campuchia tràn qua biên giới Việt Nam và diệt chủng rất nhiều người Việt, và đốt phá hàng ngàn ngôi làng. Các bác nào hãy tới Ba Chúc để các bác tìm hiểu xem rằng là Pol Pot đã diệt chủng người Việt như thế nào. Nhưng trong 4 năm đó, chúng ta vẫn gọi rằng là chỉ có phòng ngự cộng với cả là đàm phán để mà giảm thiểu được cái này xuống. Tuy nhiên, từ năm 1978, đó, thì báo cáo với các bác rằng là 19 sư đoàn, tôi nhấn mạnh lại, 19 sư đoàn của Pol Pot Campuchia đã tràn qua biên giới Việt Nam, và chúng ta từ đó mới thành nên một cái gọi rằng là ngoài việc đẩy lùi đó, chúng ta thay đổi luôn chế độ của Campuchia. Phải hiểu rất rõ điều đó để đừng nói rằng là cuộc chiến của Ukraine giống với Nga, bởi vì Ukraine chưa bao giờ tràn qua biên giới để mà bắn phá hay đốt phá hay rằng là giết hại một người Nga nào cả. Tất cả chỉ ở thì tương lai mà ông Putin ông ấy vẽ ra. Và cuộc chiến mà Putin với cả Ukraine, đó là cuộc chiến xâm lược xét theo luật pháp quốc tế, nghiêm túc là như thế. Cho nên tôi phải làm cái clip này để xin chia sẻ với các bác rằng vừa rồi á thì tổng thống của Ukraine là Zelensky đã gọi rằng là yêu cầu thành lập cái quân đoàn quốc tế để mà quốc tế vào giúp đỡ Ukraine. Này các bác, quốc tế vào giúp đỡ Ukraine. Thì rất nhiều khán thính giả của kênh Trang Trang TV có nhắn tin và comment hỏi tôi về cái điều này. Anh suy nghĩ gì về điều này? Vì ở clip này tôi xin chia sẻ với các bác hai điều. Có một câu nói thế này này các bác này. Đó chính là khi mà Hồ Chủ tịch ấy, được nói, thì ngoài cái việc trả lời mà chúng ta gọi rằng anh cả với anh hai, tức là trả lời với Liên Xô với cả là Trung Quốc, thì Hồ Chủ tịch đã nói, và đã nói với hai người đó, hai nước đó, cộng với cả gián tiếp nói với tất cả những cái cán bộ dưới quyền của mình, đó là một dân tộc mà phụ thuộc vào một cái dân tộc khác để giải cứu mình, thì dân tộc đó không xứng đáng được độc lập. Báo cáo các bác là như vậy. Có nghĩa rằng nếu là cái chuyện của người Nga với cả người Ukraine, thì người Ukraine muốn chính danh, muốn danh nghĩa thì phải tự quyết lấy cuộc sống của mình. Còn nếu như nhờ tới quân đoàn quốc tế thì xin báo cáo với các bác rằng họ sẽ mất đi cái tính chính nghĩa. Một người lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa, khi mà Mỹ đưa quân vào Việt Nam và miền Nam Việt Nam, thì ông đã cảm thán rằng chúng ta đã mất đi cái tính chính nghĩa của cuộc chiến. Chính vì thế cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam là tất yếu, là như vậy. Nếu như ông Zelensky mời gọi quốc tế vào Ukraine để cùng giúp đỡ để mà tấn công lại Nga, thì xin phép với các bác rằng đó là một cái hành động có thể nói tôi không ủng hộ. Nói thẳng ra là tôi không ủng hộ. Và như vậy sẽ biến cái cuộc chiến của Ukraine thành cuộc chiến của NATO và một số nước khác. Các quân đoàn quốc tế ở đây theo Zelensky đó là quân đoàn lính đánh thuê, có nghĩa rằng là thuê người đến để đánh. Nhưng thực tế có thể là những cái đội đặc nhiệm hay đội quân của những cái quốc gia NATO trá hình, gọi là trá hình, và trong đó cũng có thể cũng nên.
Trong mọi cuộc chiến thì viện trợ là có thể nói rằng là viện trợ là cần thiết. Nhưng có hai loại viện trợ, đó là viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế. Thì báo cáo với các bác rằng là và viện trợ cả về con người nữa, về quân sự nữa. Thì chúng ta thử xem là viện trợ nước ngoài cho Việt Nam ở hai miền Nam Bắc ngày xưa là như thế nào. Nếu chúng ta nhìn ở trên Wikipedia để chúng ta hiểu được rằng tại sao Bác Hồ lại có một cái nhất định rằng là không cho phép người nước ngoài tham chiến tại Việt Nam. Ok, anh có thể giúp tôi về vũ khí, anh có thể giúp tôi về phương tiện kỹ thuật, anh có thể giúp tôi về lương thực thực phẩm, nhưng nhất định tôi không cho phép anh đánh một người khác trên đất của chúng tôi. Đó là nhất quán từ ngày xưa khi mà Bác Hồ thành lập lên nước Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn ở trên màn hình để thấy rằng là câu chuyện là như thế nào. Tôi sẽ trích nguyên văn để các bác có thể cùng hiểu. Chương trình này, viện trợ nước ngoài cho Việt Nam đấy các bác, và cả hai miền đấy. Đây, viện trợ nước ngoài này, tôi xin phép với các bác là mình sẽ dùng một cái bài khác. Đây là bài này mới là chuẩn đây. Viện trợ nước ngoài trong chiến tranh của Việt Nam. Đó. Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại trong thời gian đó. Và cứ cùng các cường quốc hàng đầu này, các bác để ý nhé. Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại cho tới thời gian đó. Các cường quốc hàng đầu là Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc, do có nhiều mục tiêu và toan tính của từng thời kỳ khác nhau, thì đã viện trợ cho các bên trong chiến tranh Việt Nam về đủ mọi mặt, kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa kỹ thuật, đào tạo, giáo dục, với đủ các mức độ khác nhau. Nhìn chung thì viện trợ thì ngày càng tăng theo quy mô của cuộc chiến tranh. Viện trợ nước ngoài thì có ảnh hưởng to lớn đến tình hình chiến tranh và đời sống của nhân dân hai miền Việt Nam. Không những viện trợ vật chất mà các bên còn viện trợ cả nhân lực, chuyên gia và còn đưa quân lính tham chiến trực tiếp với trường hợp của Hoa Kỳ. Viện trợ nước ngoài thì thay đổi theo từng thời kỳ và có tầm ảnh hưởng quyết định đến chiến tranh, hình thái chiến tranh, xây dựng và phát triển nền kinh tế của hai miền. Hoa Kỳ thì viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa cũng như là trực tiếp hoạch định chiến lược, chỉ đạo chiến thuật, thậm chí còn đem quân chính quy tới Việt Nam tham chiến trực tiếp. Trong khi đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Việt, thì nhận được sự giúp đỡ vật chất từ Trung Quốc, Liên Xô và các khối nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng điều khác biệt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Việt, duy trì tính độc lập trong các mục tiêu chính trị và không để các nước này can thiệp vào kế hoạch chiến lược của họ. Các bác để ý. Nhưng điều khác biệt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa duy trì tính độc lập trong các mục tiêu chính trị và không để các nước này can thiệp vào kế hoạch chiến lược của họ. Đó. Và đây là viện trợ tính 1 triệu đô la. Và chúng ta đọc tiếp này. Qua 20 năm thì Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Việt, tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn. Quy đổi thành tiền là hơn 7 tỷ rúp, tương đương với 6,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó khoảng một nửa là viện trợ quân sự, còn một nửa là viện trợ kinh tế, tức là khoảng 6,8 tỷ đô la. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì sao sau 20 năm? Qua 20 năm thì lượng viện trợ kinh tế của Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa thì có số tiền hơn 10 tỷ đô la thời giá năm 1960. Và nếu tính cả chi tiêu tại chỗ của lính Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan đóng tại miền Nam Việt Nam lên tới vài trăm triệu đô la mỗi năm và cũng do Mỹ chi trả, thì tổng số lượng tiền mà Mỹ đổ vào kinh tế Việt Nam Cộng Hòa là lên tới trên 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 140 tỷ đô la theo thời giá năm 2015. Và hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ cho Việt Nam chính là các khoản viện trợ kinh tế và viện trợ thương mại, vân vân. Đó. Báo cáo các bác là như vậy. Các bác có thể nhìn thấy điều này. Đó. Và các bác để ý này. Trải qua 21 năm thì khối lượng viện trợ kinh tế mà Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa là rất lớn, đạt hơn 10 tỷ đô la thời giá thập niên 1960. Đây là con số viện trợ kinh tế cao nhất
của Hoa Kỳ so với bất cứ nước nào trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ví dụ như Ấn Độ trong 20 năm thì được Hoa Kỳ viện trợ của 9,3 tỷ đô la. Trong khi đó, dân số Ấn Độ thì lớn gấp hơn 20 lần. Philippines thì trong 22 năm được viện trợ gần 2 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan thì nhận được 1,2 tỷ, Indonesia thì nhận được 1 tỷ. Ở châu Phi thì suốt trong 25 năm thì tổng số viện trợ Hoa Kỳ cho các nước, tất cả các nước thì chỉ là 4,9 tỷ đô la. Tại miền Nam Việt Nam, đây nha các bác nhé. Tại miền Nam Việt Nam thì thu nhập quốc dân chưa bao giờ vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Nhưng trong 5 năm cuối cùng, năm 1971 cho tới năm 1975, thì viện trợ Hoa Kỳ hàng năm thì đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tức là lớn hơn tổng số của cải do miền Nam Việt Nam làm ra. Và nhà báo người Mỹ là ông William trong chuyến điều tra năm 1968 thì đã nhận thấy Việt Nam Cộng Hòa sử dụng viện trợ rất phung phí và kém hiệu quả. Ông nhận xét kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là nạn tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa. Nghe các bác, tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa, chế độ đa nguyên đa đảng được Hoa Kỳ hỗ trợ hết mình đấy các bác. Hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ thì đã bị tham ô rồi bán ra chợ đen. Ông đã chứng kiến những kho hàng lậu đầy ắp hàng hóa và vũ khí quân dụng, có tới cả 1.000 khẩu súng trường, bao gồm cả loại M16 hiện đại. Chính phủ Hoa Kỳ biết rõ vấn nạn này, nhưng họ làm ngơ. William nhận xét, tôi thấy Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại như thế nào, không phải chỉ bằng sức mạnh của đối phương, mà bởi chính cái sai lầm của mình, sự bất lực của chính mình. Quy mô buôn lậu lên tới hàng tỷ đô la, với sự tham gia của đủ thành phần, quan chức và doanh nhân Việt Nam Cộng Hòa, thương nhân Mỹ, Đài Loan, binh lính Mỹ, Hàn Quốc, Philippines, ngay cả mặt trận dân tộc giải phóng cũng tận dụng thị trường sợi đen tại đây để họ mua hàng hóa của Mỹ và đẩy đánh lại chính quân Mỹ. Tới đây thì chắc là đủ rồi để các bác có thể tìm hiểu. Nhưng qua đó chúng ta thấy rằng á, dân tộc nào thì phải tự quyết của dân tộc đó. Cái việc Zelensky mời quân đoàn vào á, thì dở rồi, với tôi là dở rồi. Đó. Và họ mất đi cái tính chính danh, có thắng thì cũng không phục đó. Nếu có chiến thắng thì đây là chiến thắng của châu Âu, của NATO, chứ không phải là chiến thắng của người Ukraine. Và Nga ấy, có thua thì là thua NATO, chứ không phải là thua Ukraine. Chính vì thế rất khó để có thể nói rằng là thành tích này là thành tích của Ukraine, của Zelensky. Còn xin chia sẻ với các bác rằng là nhiều người không hiểu lịch sử, họ sẽ có một cái gì đó, họ sẽ nói rằng là ngày xưa cũng viện trợ, đúng không? Rồi là quân đoàn chiến đấu, đúng không? Mà họ không hiểu rằng viện trợ là như thế nào và người dân Việt Nam anh dũng ra làm sao khi mà chiến đấu chiến thắng kẻ thù bằng chính sức lực của mình. Anh giúp tôi rất tốt, nhưng anh đưa quân tới, tôi từ chối, tôi say no luôn, để thấy rằng tính chính nghĩa của Việt Nam luôn luôn được đảm bảo và các mục tiêu chính trị của chúng ta đã đạt được. Có thể nói tầm nhìn của Bác Hồ từ đợt đó ta đã vĩ đại như thế nào, chứ không phải rằng là chỉ vì cái trước mắt mà bỏ đi những cái mục tiêu có thể gây hại cho chúng ta đến hàng bao nhiêu năm sau. Qua đó để các bác có thể phản biện lại những cái kẻ mà cuồng quá. Và tôi vẫn nhấn mạnh lại, cuộc chiến của Putin vào Ukraine là cuộc chiến xâm lược. Còn tất nhiên, Hoa Kỳ và phương Tây là những kẻ đạo đức giả. Và các bác có thể thấy, ngay cả FIFA và UEFA, họ đã mang cả thể thao và chính trị thì không còn gì để mà nói. Còn người Ukraine thì các bác có thể thấy rằng họ để cho họ vào tình trạng này là cái sai lầm trong ngoại giao và chiến lược kinh tế của mình là như thế nào. Và cuối cùng, sau tất cả, các bác có thể thấy rằng là tất cả những cái mà làm thất bại đến mọi cuộc chiến thì đó chính là cái vấn nạn tham nhũng. Và Tổng Bí thư của chúng ta đã quyết liệt chống tham nhũng chính là làm nội lực của chúng ta càng ngày càng mạnh lên. Chúng ta càng chống tham nhũng tiêu cực thì chúng ta càng mạnh và niềm tin của nhân dân càng cao. Đó là điều chắc chắn. Và các anh chị nào đang tham nhũng, đã tham nhũng và sẽ tham nhũng thì các anh chị nhìn vào đó để tự nói rằng với mình rằng là chỉ cần mình nhận một vài đồng để làm một vài điều khuất tất thôi
thì các anh chị đang chính là giặc nội xâm. Các anh chị đang chính là giặc nội xâm. Đừng có tự trốn tránh, các anh chị chính là giặc nội xâm và đang tàn phá đất nước này từ bên trong. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.